Xin chào mọi người đang xem kênh Nhà Quên TV của Tiên nha. Hôm nay Tiên sẽ làm món chuột chiên xả ớt cho ông chồng Hàn Quốc và bà em chồng ăn thử. Đây là một mâm chuột đồng Tiên mới mua xách tay từ Việt Nam qua nha mọi người. Đó, nó đang nằm hưởng phanh thây đây. Chắc khoảng 20 con không? Rồi, đổ chuột vô thao. Tiên sẽ cho vô đây là rượu soju nha mọi người, để thanh độc tử trùng cho nó, với lại bớt hôi. Muối, giấm. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay trộn đều lên nha mọi người, massage xoa bóp cho nó. Rồi cái này mà ai bị đứt tay á mà rồi cái đây chắc nó đã lắm rồi. Trộn đều lên để cho nó bớt hơn, rồi nó tái lại luôn á. Rửa sạch lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho xả băm vô nha mọi người. Đây, bột ớt, tí muối, miếng đường, miếng chia mesh, miếng nước mắm, rồi giờ mình trộn đều lên cái nha. Đó, mình thích dùng ớt tươi thì dùng, rồi muốn dùng ớt khô thì dùng cũng được, miễn sao là nó vừa ăn hợp khẩu vị là được, đừng cay quá. Trộn đều lên, chờ cái mùi thơm nó bốc lên. Đó, chà sát nó vô, massage cho nó thấm gia vị. Rồi bây giờ mình ngâm đây khoảng 3 phút cho nó thấm gia vị nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vô chảo nha mọi người. Chiên giòn nó mới ngon, cho nhiều nhiều dầu vô. Chảo dầu đã nóng, bây giờ mình sẽ thả chuột vô nha mọi người. Tăng tăng. Thơm quá mọi người ơi. Giống già rán á mọi người. Chuột chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha mọi người. Ủa, mấy con chuột ngập mỡ luôn. Vàng rượm luôn mọi người, rất là ngon. Hấp dẫn. Thơm không? Này nhậu chắc bén lắm nè. Này là đưa cho mấy ông là chắc cả chục lít à. Dính xả ớt lên chảnh nhìn ngon ghê luôn mọi người. Mình vớt ra cho nó ráo dầu mỡ cái nha. Rồi mâm chuột đã chuẩn bị xong nha mọi người. Hôm nay mình ăn kèm với dưa leo và rau răm. Đó, bây giờ để Tiên kêu anh Ba Đông với lại bà em chồng mì chiên xuống ăn. Trời ơi, ngon sao á, nhìn nó ngon á mọi người. Kỹ này là chuột rán KFC nha. Chuột rán xả ớt KFC nha mọi người. Wow. Rồi mọi người ơi, mời bà con ăn với gia đình của Tiên nha. Lần đầu tiên cho người Hàn Quốc ăn chuột chiên xả ớt nha mọi người. Ê, mời tôi xem. Em nhớ tôi phụ ăn xích rồi. Bà nói bữa nay cho bà ăn đồ bổ ha. Chi 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 chi. Chuột á. À, nếm xịt. Bà nói thơm quá. Ăn đi, ăn đi. Bây giờ cái nhắm mít thêm với đây. Này, chừng nghe kìa. Bây giờ mà nhé. Ăn cái đùi nè mọi người. Wow. Kỳ lâm gì đó. Trong. Bà nói á. Không đáp đâu. 내가 태어나서 처음으로 이 치생기를 먹어보네. Ông nói lần đầu tiên ông ăn chuột luôn đó. Ai mà. Nó nè. Ngọc sao mình kìa. Bà mình nhìn cũng lần đầu tiên luôn á. Rất là vừa ăn mọi người. Thơm mùi xả ớt lắm, vừa ăn nước mắm muối đều bột ngọt rồi nãy thì bỏ vô á ngon. Béo gì mà chứ? Béo quá mạnh nè, béo à. Bà nói tao thương nhiều quá vậy. À mày,
một cân gộp sơ sơ, chắc là nó đói ăn lắm mọi người. Anh chăm béo các bạn, chăm béo. Béo. Ừ. 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 Ô ba mà thích xây á? Ông nói ăn cũng được. Cái bịp mà tiệt rồi. Ờ đúng rồi. Bà nói đây là xương sườn nè, xương sườn nè, xương sườn chuột, sườn chuột. Này ta, ba gọi, ta nói sườn bò, sườn heo này, sườn chuột. Mấy các bạn hay á? Ừ, nó thích chồng. Ừ, chim chim khen ngon mọi người. Nắng như trời nè. Bà nói gia vị ngon. Nè, tăng mát xa dù cùng bà nói hết cái gì kìa. Nè. Thôi. Ừ. À kéo quý đi, kéo quý đi các bạn. Ông nói giống thịt ếch mọi người. Ồ, kéo quý đi. Kéo quý đi. Việt Nam sẽ bắt được kéo quý đi cơ, nó kìm nhạc. Bịt tay mắt là thế. Ờ. Chị gà mồm mốc ăn nạ bà. Ai, được bà? Chị gà. Chị gà, ờ. Phải không nhỉ? Mấy anh chuột này nó ốm đói mọi người. Nó thịt hại cho. Sửa yếu là miễn hắn đề. 나쁜 말 아니고 이거 신용이야 아니면은 식용 아 신용이야 아, 아, 아. 아 신용이구나. 엄마 할 거 그 다음 해야 그 껌 할 자. 이게 어디서 나오는 치야 이게? 너네. 아 너네. 쪽 말고. 인당. 저 지금 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 ăn đúng thành điệu luôn mọi người. Cao gam vô đeo làm đủ bộ luôn. Quá. Mó. Ai. Trời mó rồi à. 이거 호텔에도 사용하나? 응? 호텔에도. 호텔 호텔 아니 안해 아, 그러니까 일반 의심집에서만 할 수 있네. 파는 데 있나? 에 시장 많이 팔아요. 아 ông hỏi chuột này có ba có làm trong khách sạn không? Chuột này có bán không? Trong khách sạn đâu có đâu nhưng mà ở ngoài chợ bán nhiều. 보양식처럼 이게 뭔지 알고. 그냥 반찬. 반찬. Bán ngoài chợ cho mình ăn cơm mọi người. 다리 골반. Ngon nè. Ngồi bà. Tài nâng xanh tôi đi. Kiếm nè. Ba mẹ. Chắc bao nhiêu rồi. Nói chơi thì chẳng hay. À chơi mẹ chẳng sao hay à. Thì chẳng hay sao. In ký lời mà. Sao bao nhiêu rồi. Nhập bắp. Bàn chân hay à. Khi ưu gì nè. Khi ưu sợ phá nâng còn ảnh nè cơ. À mô. Nó này giờ giáp bắt đầu thẳng một chấm mình đầy mô khi ưu rồi. À mô khi ưu nè. Nó này giờ ấm chút mà ai à. À cứ đấy. 얘는 뭐 먹고 자라? 뼈. 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 뼈가 이거 뼈. 지금 nói chuột á. Ban đêm mấy ông bác mấy em đi ra ngoài ruộng bắt, rồi sáng em mới chợ bán. Chị mới nói ờ, vậy là chắc người ta không có nuôi đâu. Chuột này ngoài ruộng bắt ăn hết nó đâu nuôi. Nếu mà mãi ra sập bia cái mãi đi kém mua mình ảnh tới cho này à. Chắc bà chạy. 야 기름 이리 많나? 그래 허수죽김지다. 나 튀김했어요. 아 튀겨서. 아 튀겨서. 아 난 또. Ông bà nói rằng mà dầu mỡ nhiều quá vậy thì nói tên chiên à, chiên giòn mà. Giòn. Nãy xếp 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 nhân mà này, yêu mất rồi ạ. Ừ. Mười năm mà tôi mới ăn lại món này mọi người. Một cái chút kia nè. Là nhân nhân mà mình được đó. Nhân nhân. Nhân nhân. Lemon crush, gochugaru, kanchang, etchokman, chimes, các thứ nữa. Ông hỏi gia vị gì gì trong đây vậy? Chứ mới kể ra nước mắm, đường, muối bột ngọt, ớt xả. Mấy chọc. Thế là sói không ngọt? Mấy chọc. Bệnh là. Nó ốm tiếng gì mà dinh vậy? À, con chuột này giống tiếng gì mà dinh à? Thì chi là uri tái mà nè, có mòn. Nà đang có mòn. Con chuột giấu tiếng gì mà nhìn ốm nhất không có thịt vô này nè ta có mồ nè à ấy kìa ta có mồ nè ta ôi đi có mồ anh là nghĩa là đây là em chồng có tiếng này mọi người chị sao tao còn mắt được bạn nè mấy giờ mấy giờ quay được nè bà hỏi có bị ăn đòn chưa chị sao tao còn mắt được bạn sao mấy giờ quay được nè anh mà đồng nói
Em ghé phải về mới được. 우리 신랑이 안 봐야 되긴데. 안 봐야 된다고. 왜? 난리나 난리나. 아니 보자마자 아마 슬슬슬슬 쓰러질 걸. 아 이렇게 이거. 아침에 난리났더라. 아 그래? 아 mẹ tám mà về em thấy cái mâm này trong sữa ngang luôn mọi người. Nghe. Cómo nam phiền cười được rồi. Chào chào. Chào. Ngon không? Ngon không? Ừ. Ăn kèm với mấy cái này nè. Tôi cho một quả. Ăn gan ăn cỏ vô. Đây cái gì vậy? Ngại chả. Mà thế? Đây. Nó chỉ là ngon mà. Mùi xí đắc cũng. Mùi xí đắc. Chụp. Xào rau găm cũng ngon lắm mọi người. Mười năm ăn là trời ơi, mười năm ăn được băm chuột, chuột đắt. Cái này là về mua ở Việt Nam mà sao? Mông bố xin, anh em cứ nhăn. Khó lắm bà. Bà hỏi làm sao mà bên Việt Nam mình ăn chuột? Nha. Đi mua. Nó này giờ nó mua mảnh ra giờ. Anh chắc bên mình chưa thả cái mua đây à? Cái tay cả cứ tu, mắt tôi kinh thanh được cả. Ừ. Cái còn. Dạ. Cũng thế. Chị Trang thì tổ sĩ về chi ảnh như này cả. Dạ. Mất cái gì còn. Mà cái còn. Đúng rồi. Ừ. Cái gì? 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 Bắt đầu bắt đầu hỏi là bắt cân bằng cách nào nha. Cái chân à? Chi chấm lên chân này mua một cái. Giờ rồi bạn mới biết sao anh nha. Cứ hỏi rồi. Sao cứ là mua chấp ba. Cứ làm. Trần Ghi Lô. Hả? Sạp tên gì? Trần Ghi. Anh em nào? YouTube rồi bắt đầu. Trần Ghi. Anh em nào? 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 Tăng hệ sở phá 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 cái gì gồ? Tăng? Ê. Tăng hệ sở phá rồi. Ê. Chi về cái đồng bà. Xong đi chấp ba. Bắt lại yêu cái từ đi. Bằng cái chân mà bali hết đi. Ý cái tôi đi nôn này sang đi cả. Hamster chân đâm nửa 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 YouTube đã nôn đã. Anh đang kể cho bà chị Mickey nghe cách bắt chuột bằng điện nhé. YouTube ở trên YouTube á. Nè, sen sâm bát là mừng cả ta. Cá gì cơ? Bà nói ăn chuột cái măng cá hả? Tiêu cái gì cá gì ta cá gì? Gãy xương nhiều á. Ngồi gãy gãy xương giống ăn cá vậy. Ngủ lại tìm kiếm mọi người. Nè, nè. Ý kiến mấy chị gọi. Sáng sáng cho đông cua mọi người. Ôn đi gặp kỳ mày nữa. Các anh em nói tay bên nữa nè. À, nè. Kỳ lên nó sưu mang cho ta. Wale. Sáng sáng cho đông cua mọi người. Hãy chẳng cụ kê tay. Bạn nói mà cái này là làm sao ăn. Đó là kiếm nè. Tiên nó mới nói là chiên á. Đó là kiếm nè. Chiên giống như chiên cá vậy đó. Còn mấy là mình khuyết xào. Bốc cầm mốc tụi người thật sự sợ. Chỉ cơ đang bốc cầm mốc rồi mà sợ sợ. Mà sợ cực thật. Mình xào gâu găm. Để thế nào ít mua tụi đi mà hãy chạy mang tới đây à. À. Nó ăn lên cái nhà. Chị muốn mang lên gì cả? Tiếng mà nó. Có một chạy một cái này à. Mà hình nè. Không đẹp. Không đẹp sao. À không đẹp cửa. Mấy bà thấy bên Việt Nam với miền Tây làm cái này ngon lắm mọi người. Nên cho Việt Nam gọi là mua cái này, cái này mất tay cái gì? Hả? Mang cái này coi. Phải. À, mặn à? Mà xinh hơn đấy. Bạn nói mốt người Việt Nam ăn chừng cái gì khác cái này à? Cái này. Ăn cút tay nhau còn cái này cái gì? Cái này cách thế. Nha. Chị đó, ưu tiên đấy à? Đặc chờ là, đà lì sợi mặn đấy. Mặn đấy. Nói chuyện. Cái gọi nền tông chi là sao mà hấp sao? À. Cho nên là bảo đâu chấp của bảo đâu mòn nên người sẽ xin nghe. À. Chuột này á nó không ngon là chuột đống đá mọi người mà đắt lắm. Tiền mua 1 ký là nền tông. Cả triệu Việt Nam đồng. Còn bên Việt Nam mình thì chuột tươi ăn ngon hơn. Xào rau găm hay là
무사흑진게이건건전거네조동자아니야뛰려는건좀그래도크다어엄청크다와이정도면엄청크지않겠나아니요이거작은편이야이거이거네이이원래는이정도돼야돼아아니면더더커더커더커야돼이거좀작다근데직접보고나면좀못먹을것같긴하다매콤매헐냐진짜보면징그럽다어엄마족담넘이건뭐야마제비치는마인직접잡아갖고는못먹을것같아무슨색이야귀가나그얘기하자갈색갈색응진한회색아니야언니아니갈색같을것같아밭에논에산다니까아갈색되겠다지미지만은마인건족나이마từ룩마건썸마터룩은렌위에찾바안만들쌀먹으니까다지함거타이안아마người nên là ăn được chứ mà còn thấy nó tung tăng tung tăng có lông có lá rồi là chúng kinh dị한국에서는옛날에깨구리나이런거보양식으로많이먹었거든한국에는한국에는개잖아개식용개야식용개강아지있어지금은이제잘안먹어하도이제인종차별이많이많아가지고동물보호자들이많아서못먹게하지그래서이제세계에서한국에이제난việt nam인종차별이너무많아심하다bên Hàn Quốc có hồi đó người ta cũng ăn thịt chó nè người ta cũng ăn ớt người ta coi đó là món bổ dưỡng đó mọi người bây giờ thì nghĩ ăn à ăn khó đấy à thấy mặn thật bây giờ bên Việt Nam mình cũng nên bớt ăn thịt chó là tội nghiệp đó mà tiếng gì ấy thế này thế bớt cái tàu muốn đâu nhớ rồi nó chẳng à nó đi bèm thắng nó luôn rồi nhá bà nói nhờ về qua mà nó bèm nó luôn rồi nhá cứ nói như vậy là nó đi bèm nó luôn rồi nhá뱀하지마자뱀먹는아베트남에아베트남에서뱀한국에먹으면안간거뭐마거마nói chung là cũng tính cho ăn gắn đó mà tại vì bèm không có xịn mà không có gắn để ăn thôi mọi người mình cứ muốn mình đến để bèm không bạn nói nhờ riêng mà món gì mà cũng ăn được em nói đây nào ớt nào chuột Mi Nhi 가 아무도 모르고 먹었던 거 기억 나라 항세 할아버지가 그 삶아 가지고 먹는데 몰라 모르나 어 어릴 때 아 ăn quá trời ăn luôn mọi người no quáRồi hôm nay ăn tới đây thôi mọi người. Còn con thảo mút kinh thánh rồi. Ủa còn hai con em đang ăn luôn mọi người. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Lần đầu tiên cho nhà chồng ăn thử chuột mà thấy phản ứng rất là ok luôn. Chắc lần sau kiếm món gì cho ăn nữa. Bữa nay là tại vì không có ba chồng Tiên với mẹ chồng Tiên, tại vì ông nhập viện á mọi người nên là mẹ đi nuôi ở bệnh viện cuối tuần này mới về. Cái chim mồi bạch to. Chứ mà phải mà có ông bà nữa là ngon luôn đó. Bơ các bạn nào. Ông bà chồng thì là ngon luôn mọi người. Chán bơ các bạn, chán bơ. Chào mọi người. Nè, bye bye mọi người nha. Bye bye. Piu piu mà sao chứ? Piu mà sao chứ? Piu mà. À, cái này mình đã gì? Bye bye.